Nó khỏe chân giỏi sợ. Mệt quá đi chạy bộ tiếp đi. Ê, em à, làm như là cổ mới bị cái gì tai nạn hay treo á. Ai đó mà lạ quá vậy? Để anh hảo chuyện cô thử nghe. Tội nghiệp. Ai mượn vậy? Đi qua đây. Phụ nữ để phụ nữ nói chuyện mới dễ chứ. Em ơi. Em. Sao thấy em lạ quá vậy? Sao em ngồi đây vậy? Em mới chuyển tới khu này. À, người mới. Mà sao em khóc vậy? Em kể cho chị nghe. Chị thấy đẹp không? Đẹp. Đây nè, đây nè. Em đang hỏi em nè. Chị thấy em có đẹp không? Đẹp, em đẹp. Ai mượn vậy? Xấu hơn qua. Nhưng mà cũng được. Trời ơi chị ơi, một cái nghịch cảnh đã xảy ra với em. Cái gì vậy? Em không tin được. Chị nghĩ sao? Bạn trai của em, anh vừa mới tới tặng quà cho em. Người nhà anh đã gọi về rồi. Trong khi đó tụi em chưa làm được gì, kể cả chưa hôn nhau nữa mà. Trời ơi, sao má ảnh khó quá vậy? Không phải má mà là con vợ đó chị. Con vợ. Trời ơi, em không tin được luôn á. Giả như á, anh mới vừa tới anh tặng hoa cho em đi, thì ít nhất con vợ phải để cho người ta đi cà phê, cà pháo hoặc là hung hít gì đi, đúng không chị? Chưa làm được cái gì hết mà nó đã gọi về rồi. Một hai lại gọi giật dọc anh phải về. Chị thấy tức chưa? Đúng rồi. Trời ơi, vợ, tức của mình. Vợ kỳ quá. Con vợ mới kỳ. Nhau, người ta mới gặp nhau, ít nhất nữa người ta gặp nhau xong rồi người ta nắm tay người ta hung hít chứ. Tự nhiên nào giờ gặp nhau có ý nghĩa gì nữa? Đúng rồi đó. Trời ơi, ta chưa hung hết, ta chưa làm được cái gì hết mà vậy mà anh ta đi về rồi, anh bỏ em một mình như vậy nè. Đừng có buồn nữa, đừng có khóc nữa, mà con vợ nó nhìn nó xèo. Em không tin được anh ơi. Xèo. Em không tin được. Anh thấy em đẹp không? Em đẹp. Trời ơi, đó. Em đẹp như vậy nè mà con vợ ở nhà, trời ơi, nó vừa lùn vừa xấu. Em hỏi anh, ở cái thế kỷ 21 rồi mà nó còn thắt bính, nó chạy nhông rồi được gì nè? Quá trời, thế kỷ 21 mà mình vẫn còn phụ nữ thắt bính nữa. Em nói em mắc cười. Con vợ anh thắt bính nè. Bính đẹp chứ, bính là đúng xu hướng luôn á chứ. Tôi thắt bính nè má. Trời đất ơi, ở đâu mà có cái loại phụ nữ kỳ cục như vậy hả trời? Thôi dụ dỗ đàn ông người ta ngoại tình, xong rồi bây giờ còn ghen ngược với vợ người ta nữa là sao? Ôi, cái người đâu mà trơ trẽn, độc ác. Nè, tôi nói thiệt cho cô biết nha. Cái bà vợ đó là bà hiền ha. Chứ mà vô tay tôi nha, tôi cào nạt mặt cô y như là cào cái mặt tường nè, cô tin không? Cào được đâu. Nè, từ bây giờ về đây ở phải không? Đừng có nhận tôi làm hàng xóm nghe không? Đi ra đi vô mà nhìn mặt tôi là né nghe chưa? Cô gặp là tôi đụng vô mặt á. Trời ơi, sao có một cái người phụ nữ kinh khủng như vậy ở trên cái cuộc đời này vậy trời? Hải ơi, có khách tới để nhờ con sửa điện nè. Thấy điện nước đầy đủ quá mà biết hư chỗ nào để sửa luôn. Cũng ráng moi cái gì đó hư để sửa chứ. Cô đi xuống dưới nhà phê cho con ly nước kem. À, gì? Gì? Nói gì? Phê con ly nước kem con mời khách. Mấy đứa tụt huyết chết nè trời. Gì tụt huyết? Bữa vợ mày bệnh mày cho nó uống trà đá. Tao kêu tao xúi mày cho uống nước chanh đi, mày nói không có tiền, hôm nay uống nước cam luôn hả? Cái chuyện cá nhân của con. Nửa trái, một trái hay là hai trái? Hai trái luôn đi. Trời ơi, cái phòng gì mà nhìn quanh đi quẩn lại không có cái chỗ nào để mà người ta ngồi hết trơn à. Em muốn sửa gì? Thở
thợ giỏi là người ta nhìn vô người ta biết cái gì để sửa liền ạ. Nhưng mà cũng phải biết chính xác là em hư ở cái bộ phận nào mới sửa được chứ. Thì anh khám đi coi em hư ở cái chỗ nào. Kém ở đây không có được đâu. Giờ anh nó giờ nó thấy là nó rút xương anh luôn ấy. Anh yên tâm đi, em đã quan sát địa hình kỹ rồi em mới nhào vô đây chứ bộ. Dạ con để quên đồ ở nhà, trời bây giờ mới chạy về lấy. Cái giọng vợ anh nó giờ nào em ơi. Trời ơi thì có sao đâu, bây giờ em lấy cái mền này em chùm lại là xong nè. Đó, không có đơn giản như vậy đâu bây giờ. Em à, em kiếm cái gì? Cái bịch đồ á. Đồ gì? Cái bịch đồ em để trong cái túi màu đen á. Ở trong cái nhà mình làm gì có cái túi nào mà màu đen. Trời ơi, có nãy em đem gom hết để trong cái túi luôn mà. Không có cái túi nào hết á. Không, trong này không có, anh kiểm tra đâu. Ủa sao tự nhiên lấy cái mền trên giường phủ lên cái xào này vậy? Cái mền hồi nãy ngủ mớ cái tè dầm phân ra cho nó thoáng. Hư quá tự nhiên đánh người tè lớn rồi tè dầm nó hư. Tè dầm người ta ngủ mớ mè sao trách người tè được, mệt ghê chứ. Đây rồi đào xong rồi đi em đi đi. Ủa nay anh không đi làm hả? À không, anh ở nhà anh sửa điện cho mấy người hàng xóm. Ủa vậy hả? Rồi cái gì vậy? Ủa hình như bữa nay trong nhà mình có cái mùi gì ngộ ngộ á. Mùi gì? Mùi thơm. Thơm làm thơm, mùi khai muốn chết. Nó mùi thơm mà ta. Khai. Không lẽ khứu giác của em bị gì hả? Khứu giác em bị sao đâu, bây giờ em cứ tưởng tượng nó khai là nó sẽ khai, tưởng tượng đi. Nó khai quá. Đúng rồi đó. Tưởng tượng. Để em đi đây. Ủa giờ đang ở nhà rảnh không thấy thôi chở em đi đi. Trời cái gì, anh ở nhà anh bận muốn chết đi. Bận gì? Đang khém điện nước rồi chưa có xong rồi nè. Điện nước gì đâu, thấy mọi chuyện vẫn ổn mà. Nè. Cái gì? Anh làm gì hành động của anh ấy kỳ vậy? Anh đừng nói với tôi là anh đi hẹn hò với con nào nghe. Làm gì có. Sửa điện nước rồi chứ làm gì hẹn hò con nào. Làm gì mặt xanh lè á? Xanh đâu, mặt vẫn hồng hèo mày. Thôi, quyết định rồi. Định gì? Không đi nữa. Anh không chở tôi không đi. Ở nhà luôn. Chết rồi em ơi. Bây giờ anh đi nha. Đi anh chở em đi. Đứng dậy đi anh chở em đi. Lẹ lên em. Chở đi nha. Đi. Chở em đi với em tự nhiên khó chịu quá. Rồi ở nhà tự lo nhân bè nào. Cái gì vậy? Tự nhiên chở người ta đi. Cái kêu ta ở nhà tự lo là sao? Nấu phong lòng vậy thôi. Có cái gì đâu mà mệt quá. Cái gì mày khùng vậy? Có cái gì đâu. Em không tin anh chứ gì. Em đi vô đây. Cho em biết nè. Em đi vô đây. Em đó, em nhìn đi. Có thấy ai không? Có thấy ai hay không? Em nhìn đi. Em đừng có tin lời cô Lan. Cô về rầu cái thiếu máu não cho nên là suy nghĩ chưa có tới. Nhớ lộn ai chứ. Làm gì anh làm gì mà làm cái chuyện đó. Ủa hai đứa. Cái ủa rồi còn cái gì quên này? Cái gì? Cô ơi. Tí gì ly nước cam hai trái của mày rồi khách mày đâu để uống. Làm gì có ai đâu. Đâu có ai đâu. Cô ơi, bây giờ là cô làm cô phải uống thuốc bổ não đi. Chứ không là bây giờ trí nhớ của cô nó lẫn lộn tùm lum hết, nó sẽ rất là nguy hiểm. Cô liền không có ai. Không lẽ giờ trí nhớ tôi dễ sợ vậy? Đâu hồi nãy là lên đây là để nhớ coi hảo rồi gì xong rồi. Lỗ lên đây thì ta có ai trái cam mà làm cam. Sẵn ly hai trái cam ở dưới. Cô thấy ảnh mặc áo màu cam rồi cái cô đúng rồi liên nhớ lộn rào nó cô. Kêu ha ly cam hai trái tại vì á cô xuống dưới cô mới nhớ chực ra cái vụ mà cái ly nước cam mà hai trái, ví dụ như hai ly mỗi ly một trái á cô thấy nó bình thường mà đêm
một ly mà hai trái cô thấy bất bình thường là tại vì mỗi lần mà con bệnh á, cô nói là giờ mua cho con một ly chanh muối đi, mà nó còn nói nó không có tiền, mà cái khách này nó làm một ly hai trái. Cái giọng này không phải là giọng của anh, nhanh ra. Trời ơi. Coi bồ nhí với vợ thì chồng của bên ai, còn anh hả? Anh nghĩ anh có vé với tôi sao? Mên cưng, tôi á là tôi ghim bà vợ anh ghim một thôi mà trả thù tới 10 đó, nhớ chưa? Con quỷ, con quỷ chơi trẻ, đứng lại, lại đứng lại. Tao em á, anh muốn ra. Tao em anh trên em mà, tao anh trên em mà. Cô quay hết rồi. Chút tao gửi qua cho Đặng nhớ mặt con đó. Trời ơi, cái con Mỹ. Tôi hỏi anh nè, anh không có tình ý gì với nó, tại sao anh đưa nó lên đây? Đâu có biết cái gì đâu, bây giờ cô muốn nói gì cô nói đi. Anh không biết, anh không đưa nó lên đây thì ai đưa nó lên đây? Cô Len nó đưa lên nè. Cô là vậy, tức là nó đưa vậy. Nó nhờ cô đưa lên, Đặng đưa cho thằng này đi sửa điện. Thì cô á, nói nào ngay á, cô cũng lo cơm áo gạo tiền cuộc sống của cô. Tụi bay á, đưa tiền nhà tháng nào cũng trễ hết trơn. Tao nghĩ khách nào tao cũng đưa lên. Đưa lên đây rồi, cô mới nhìn xuống, cô suy nghĩ dò nó dài quá con. Xẻ lên tới đây luôn nè con. Áo đồ này kia nọ, điện nước của nó quá đầy đủ, con hiểu không? Cái cô đi xuống dưới nhà rồi, cô nhớ cái vụ hai trái cam. Nó một ly mà hai trái cam, cô suy nghĩ cô mới nhớ trực ra thì cô mới thấy như vậy, cô mới chọt, con hiểu không? Chứ còn bình đầu là không có gì hết, con hiểu không? Đó thì bây giờ về đi, cô chỉ có một cái về là rõ ràng á là cô đúng, có nghĩa là cô chưa cần phải uống thuốc bổ não, đúng không? Còn về phần vợ chồng con bây giờ con muốn xử nó sao đó là tùy ý con, chứ giờ cô chỉ mong rằng á là con suy nghĩ thật chín chắn, có nghĩa là nếu con nhắm á mà con quánh nó mà què luôn á, hiểu không? Rồi con chấp nhận con nuôi thằng què cho tới cuối cuộc đời con thì con quánh nó què luôn đi. Còn nếu không á thì thôi đừng có quánh. Đó. Đó. Rồi còn bây giờ thì nói thiệt là cô ăn hẳn quá. Cô ăn hẳn quá. Cô không biết nó làm được cái gì chưa thì cô không biết. Cô không biết là nó đã ấy chưa. Ấy cái gì hết đi. Thì đã, cô nói cô không biết nhưng mà cô quay hình rồi để cô share qua nhớ mặt con đó, hiểu không? Con nấu cái gì đi, con đâu có biết cái gì đâu, con đâu có nấu gì đâu. Mày làm chưa, mày có làm gì chưa? Con có làm cái gì hết. Mày nói với vợ mày là mày chưa làm. Em anh chưa kịp làm gì hết. Anh chưa kịp làm gì hết, tức là nếu như mà tôi không có phát hiện là anh làm, đúng không? À đúng rồi. Anh hiểu hồn tôi á nha.